Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Trường Sơn đăng trên Đài Ái Châu Tự Do với tựa đề Con ông cháu cha khoe chích vaccine Mỹ, trại súc vật, phiên bản đời thực. Tác phẩm Trại súc vật dù được sản xuất năm 1945 nhưng cho đến nay tác phẩm của nhà văn người Anh George Orwell vẫn bị cấm lưu hành ở Việt Nam. Dù bị cấm thế nhưng nhiều người dân trong nước biết và thường truyền đi cái đoạn trích tiêu biểu của tác phẩm này. Mọi con vật đều bình đẳng nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con khác để nói đến hoàn cảnh xã hội Việt Nam bấy lâu nay dưới chế độ cộng sản. Ngày 19 tháng 7, mạng xã hội loan truyền hình ảnh chụp màn hình một bài đăng của Facebook tên là Vũ Phương Anh và đoạn bình luận của người này với bạn bè. Trong đó, người phụ nữ trên khoe là được tiêm vaccine Pfizer mà không cần phải đăng ký hay chờ đợi gì cả. Trả lời một bình luận hỏi đăng ký tiêm ra làm sao, cô Vũ Phương Anh này viết: Em không đăng ký chị ạ, à. chờ đăng ký cũng lâu ý chị ạ. À. Cái này chị có người quen hoặc là như thế nào đó chị liên hệ xem ạ. À. Trong bối cảnh nguồn cung vaccine eo hẹp, dịch bệnh ngày càng trở nên nguy hiểm, người dân ai cũng mong ngóng đến lượt được tiêm chủng. Những người đã được chích ngừa thì phải trải qua quá trình đăng ký và chờ đợi. Không ai được chọn chủng loại vaccine thay vào đó thì buộc phải chấp nhận cái thứ được phân phát. Vậy nên, thông tin về việc có người không cần phải đăng ký, không cần phải chờ đợi nhưng vẫn được tiêm chủng, đã thế lại còn được tiêm các loại vaccine khang hiếm nhất và được biết đến là hiệu quả nhất khiến dư luận xã hội dậy sóng. Qua sự việc này, người dân biết thêm được một thông tin khác về cái loại vaccine mà quan chức sử dụng. Trả lời phỏng vấn của Báo Thanh Niên hôm 20 tháng 7, ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị, ở đây xin trích là Hữu Nghị Việt Xô so mới đúng là tên thực của nó nha thưa quý vị, chứ không phải chỉ là Bệnh viện Hữu Nghị không đâu. Thì ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, so, nơi sự việc xảy ra đã phân trần như sau chúng tôi hôm đó tìm cho các cán bộ cấp cao xong á chỉ còn thừa ra hai liều bố cô ấy có nhờ bác sĩ trong tổ tiêm là học trò của ông ấy giúp và cho tiêm như vậy theo thông tin của ông Nguyễn Thanh Hà đưa ra thì cán bộ cấp cao ở Việt Nam chọn tiêm vaccine Pfizer loại vaccine sử dụng công nghệ tiên tiến và được tin là có mức độ hiệu quả cao hơn các loại vaccine khác đang được sử dụng cho người dân ở Việt Nam như AstraZeneca hay Moderna Ông Nguyễn Tiến Trung, một người dân Sài Gòn và là người quan sát tình hình chính trị ở Việt Nam, bày tỏ quan điểm của ông về vấn đề này. Tôi thấy rõ ràng chuyện là đất nước này có ít nhất là hai giai cấp. Một giai cấp thì được rất nhiều đặc quyền đặc lợi, còn một giai cấp thì không có chuyện đó. Chẳng hạn như cô gái trong bài báo này, dù còn rất là trẻ, không phải thuộc diện ưu tiên như những lao động trong khu công nghiệp hay những người già, nhưng mà cô gái này vẫn vượt qua những cái chuyện đó. Cho nên Việt Nam mình là có hai giai cấp, một giai cấp là dân thường giống như tôi và những người dân khác, và giai cấp khác là những cán bộ đảng viên. Sự khoe khoang của các thành phần con ông cháu cha về đặc quyền mà họ được hưởng khiến cho những người vẫn hàng ngày nỗ lực giúp đỡ người khó khăn trong xã hội cảm thấy phẫn nộ. Bà Trần Phương, một người dân ở Sài Gòn tích cực tham gia phân phát thực phẩm cho người khó khăn trong địa bàn thành phố, đã bày tỏ với FFA sự bức xúc của bà. Dĩ nhiên là mình rất là bực tức, bức xúc và phẫn nộ rồi, tại vì đang trong lúc Sài Gòn bùng dịch nặng nề như thế, thế nhưng thấy khoe lên là họ được chích Pfizer, trong khi đó Sài Gòn không có vaccine, trang thiết bị y tế thì thiếu thốn. Thế thì với tư cách là một người công dân ở Sài Gòn phải đóng thuế thì thử hỏi làm sao mà không bức xúc chứ. Trong khi nhìn những người dân nghèo ăn còn không đủ, bị bỏ rơi, đến bao giờ họ mới tới lượt được chích vaccine chứ. Trước đó, một phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đăng lên mạng xã hội khoe khoang rằng vì muốn về nhà nhưng sợ bị phạt vì vi phạm lệnh giãn cách xã hội nên đã nhờ bố của mình là giám đốc của một hợp tác xã cấp cho cái giấy thông hành mặc cho bản thân không thuộc diện được cấp. Sự việc cũng đã tạo ra dư luận xã hội, phần lớn tỏ ra bức xúc trước sự khoe mẽ trên bởi nó xảy ra trong cái lúc mà có nhiều người dân ở Sài Gòn đã bị xử phạt vì ra đường mà không có lý do chính đáng. Không biết cái gì Im, lên phường, mày ở trên núi xuống hả? Tiếng một người cán bộ, người sau đó được xác minh là Phó Chủ tịch Phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, quát tháo, nạt nộ một người dân sau khi anh này trình bày rằng là mình phải ra ngoài đường vì muốn mua bánh mì cho người bạn đang ốm ở nhà. Hôm đó, anh Nguyễn Văn Em, một công nhân xây dựng bị chặn lại tại chốt kiểm dịch. Những gì xảy ra sau đó đã trở thành tâm điểm của dư luận cả nước khi đoạn video quay lại sự việc cho thấy công dân em bị cán bộ nhà nước trà đạp phẩm giá được chia sẻ rộng rãi. Một video khác về sự việc quay lại cảnh anh Nguyễn Văn Em ngồi khúm núm trong phòng làm việc ở Ủy ban phường, gật đầu đồng ý với lập luận bánh mì không phải là thực phẩm mà cán bộ đưa ra ấy. Những sự kiện trên tuy xảy ra riêng rẽ nhưng đại diện cho hai lớp người ở hai thái cực khác nhau trong xã hội một bên đại diện cho tầng lớp giàu có con ông cháu cha và lãnh đạo với đầy đủ đặc quyền đặc lợi bên còn lại là những người dân thấp cổ bé họng đến phẩm giá của mình cũng không giữ nổi và khi chúng ta ghép hai nửa này lại với nhau nửa này lại với nhau thì ra một bức tranh toàn cảnh về sự bất bình đẳng ở xã hội việt nam lý giải cho sự bất bình đẳng này ông nguyễn tiến trung nói nguyên nhân là vì những người làm cách mạng cuối cùng lại trở thành những kẻ phản cách mạng họ muốn xây dựng một xã hội công bằng nhưng rốt cuộc thì chế độ chính trị lại bất công tức là quyền lực chính trị chỉ nằm trong tay một thiểu số người những cán bộ trong đảng cộng sản Đại loại thì khi quyền lực đã thuộc vào họ đó thì đương nhiên tiếp theo những quyền lợi khác về vật chất cũng đến với họ và họ không có cách nào để ngăn chặn tình trạng này. Cho nên bất công ở Việt Nam là bắt nguồn từ vấn đề bất công chính trị trước tiên, cuối cùng dẫn đến bất công trong tất cả mọi mặt đời sống xã hội như hiện nay. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của TTV, xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn quý vị trong lần phát hình sau.